Sốt cao, phát ban dưới da, khởi phát từ sau gáy rồi lan dần ra mặt và toàn thân là những triệu chứng điển hình của bệnh sởi mà những bệnh nhi này mắc phải. Cháu bị sốt, nổi ban, ban đỏ, rồi em cho đi khám và xét nghiệm dương tính là em cho nhập viện luôn. Tại vì cháu tiếp xúc với bác của cháu ấy, mới bị sởi về nên là cháu sức đề kháng yếu ấy, nên là cháu bị sốt, mọc răng hay là cháu ấy luôn. Hầu hết những trẻ này đều chưa được tiêm phòng vaccine sởi, kể cả những trẻ đã qua độ tuổi tiêm chủng như bệnh nhi 4 tuổi này. Thì cứ mỗi lần bảo đi tiêm thì là cháu nó lại ốm. Nên bố mẹ thì cũng chủ quan trong việc đấy. Thì cháu vào mổ tim, thì theo hẹn của các bác sĩ xuống cho cháu xuống khám lại thì cháu lại bị sốt ban. Lúc đấy thì mẹ cháu cũng không rõ, không nhớ là tiêm mấy lần, thì có khi chắc là cũng được tiêm ạ. Khoa chuyển nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đang điều trị cho gần 20 trường hợp mắc sởi. Nhiều trẻ trong số này có biến chứng do virus sởi gây nên. Các bác sĩ cho biết thời điểm hiện tại đang là điều kiện thuận lợi cho virus sởi bùng phát. Mặc dù là bệnh lành tính, nhưng sởi là bệnh có tốc độ truyền nhiễm rất nhanh và sự nguy hiểm của sởi chính là những biến chứng do bệnh gây ra. Có một số trường hợp thì có cái biểu hiện viêm đường hô hấp khá là nặng, nhưng mà những trường hợp đó thì thường là do bội nhiễm các cái vi khuẩn khác, chứ không phải là do virus sởi gây nên cái viêm phổi nặng. Cho nên một điều hết sức chú ý trong cái việc mà điều trị bệnh nhân sởi đấy là chăm sóc. Và chăm sóc bệnh nhân sạch sẽ thì sẽ đỡ cái nguy cơ bội nhiễm. Khi phát hiện có trẻ mắc sởi, điều quan trọng cần chú ý là thực hiện việc cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành. Người chăm sóc trẻ bệnh phải rửa tay sạch sẽ trước và sau mỗi lần tiếp xúc với trẻ bệnh rồi mới được chăm sóc trẻ lành. Nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ bằng chế độ ăn với đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Tránh quan niệm cho bệnh nhân kiêng tắm, kiêng gió, thực hiện chủ động việc tiêm ngừa bệnh sởi. Khi trẻ có các triệu chứng như sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, ho nhiều, khó thở, đau cơ, đau khớp, không chịu ăn uống, phát ban toàn thân, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất.